Chào các bạn nhé. Vâng, hôm nay tôi Lê Trung Khoa và anh Bùi Thanh Hiếu là blog và người buôn gió cũng đang ngồi ở đây và đã cũng khá lâu chúng ta chưa gặp lại nhau. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi những vấn đề về vấn đề chính trị của Việt Nam cũng như là cái cuộc hội thảo về tự do báo chí, tự do biểu đạt mà tôi cũng vừa đi dự tại Hamburg vừa qua. Và các bạn cũng cứ bình luận và gửi những câu hỏi ở trong cái live stream này để chúng tôi cũng sẽ trả lời trực tiếp các bạn. Vâng, anh cũng đã lâu chưa thấy anh xuất hiện và rất nhiều người hỏi là anh người buôn gió ở đâu rồi và đề nghị là anh Lê Trung Khoa phải mời anh người buôn gió ra. Thì hôm nay anh có thể nói một số cái thông tin cho bạn đọc biết được không? Một tháng vừa qua thì Facebook của tôi đã bị khóa. Cái việc khóa Facebook lần này thì nó rất là vô lý. Có một cái status là tôi chỉ nói chuyện là về không có hình ảnh gì. Tức là cái status đấy không có hình ảnh, không có cái gì cả, chỉ một cái dòng ngắn ngủi là đại khái một dòng ngắn chỉ nói là tình hình ông Nguyễn Phú Trọng đang bị yếu và Trương Tấn Sang đang thế lực của phe Trương Tấn Sang là đang trỗi dậy. Chỉ thế thôi thì là cuối cùng là bị khóa luôn, nằm phát là 30 ngày luôn. Thường thì thường là khóa như thế thì chỉ khóa 3 ngày thôi, nhưng mà lần này thì khóa phát 30 ngày luôn. Thì tôi mới được mở lại cái Facebook từ hôm kia. Hôm kia đến giờ thì tôi mới mở được lại. Thì trong cái thời gian cái Facebook đấy của tôi nó bị khóa lại, tôi cũng không liên hệ, cũng không tương tác, rồi cũng không theo kịp những cái tin tức thời sự. Thế ra tôi cũng bây giờ thì tôi mới trở lại được. Vâng, cũng nhân đây thông báo với các bạn về tình hình buổi họp báo thời gian vừa qua tại Hamburg. Đó là hội nghị lớn nhất về truyền thông, về tự do báo chí được tổ chức tại Đức với sự xuất hiện của hơn 600 nhà báo và toàn bộ hãng thông tấn lớn nhất của Đức và trên quốc tế đã cũng về dự. Và trong cái hội nghị đó thì chúng tôi cũng trình bày nguyên một buổi, tức là một tiếng đồng hồ về cái vấn đề mà Facebook khóa tài khoản của những người dùng ở Việt Nam với cái việc là bị cho rằng là những cái người dư luận viên được thành lập ở Việt Nam họ đã dùng những tài khoản giả mạo để báo cáo giả những cái người viết, đặc biệt là những blogger có nhiều người theo dõi, và quốc tế cũng như nhà báo ở đó họ đã đặt rất nhiều câu hỏi và họ rất ngạc nhiên vì cái việc ở Việt Nam xảy ra những cái chuyện như là ví dụ như là có những anh Quang Hữu Minh hoặc là anh nhiều người khác thì bị báo cáo là bị chết và bị treo cái ảnh đó lên và họ không thể làm gì được trong nhiều tháng. Rồi có những người như anh blog người buôn gió cũng đã bị báo cáo khi họ dùng cái ảnh chính của các anh chụp lại để họ lấy lại và họ báo cáo là anh ấy vi phạm bản quyền, nhưng mà thực ra cái ảnh đó là của anh ấy, nhưng mà họ đã dùng lực lượng dư luận viên để báo cáo. Và có những trường hợp là bị dùng tài khoản giả mạo để báo cáo tài khoản thật, bởi vì như các bạn đã biết, với lực lượng hơn 10.000 người trong cái quân đội Việt Nam mới được thành lập để chiến đấu trên mạng với những cái người viết, thì đây là một quá trình mà phải đấu tranh còn rất là lâu dài. Vâng, thế cái này là tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam ấy nó chọn những người mà có khả năng về tin học ấy, tức là học hành, như khi là học hành ở nước ngoài rồi thậm chí là mang cả quốc tịch nước ngoài. Họ Cộng sản Việt Nam thì họ rất là khôn, họ tính được trước là cái chuyện mà Facebook phát triển, họ đưa một lực lượng kiểu học sinh sinh viên đi du học ở nước ngoài hoặc là con cái của những cái mà gọi là Việt kiều mà thân cộng ấy, thì họ đến họ vận động các cái gia đình đấy là cho con cái họ là con cái làm việc hợp tác với giúp đỡ chính quyền Việt Nam. Xong rồi những cái đứa trẻ đấy thì những cái thanh niên đấy, những cái đứa trẻ đấy đi du học hoặc là con cái của các Việt kiều đấy xin vào làm ở các cái lĩnh vực mà Cộng sản nó muốn thâm nhập. Chẳng hạn như là trong Facebook ấy, thì đương nhiên là có, tôi tin chắc rằng là có những cái thành phần như thế nó chui vào và nó làm trong đấy rồi nó nghiên cứu những cái lỗ hổng ở trong Facebook, những cái mà về cái toán báo cáo đấy mà nó gửi về cho cái bọn dư luận viên. Rồi bọn dư luận viên thì tôi nghĩ là bọn trình độ của bọn dư luận viên mấy cái chúng nó còm thì anh thấy trình độ chúng nó có gì đâu mà chúng nó biết được là báo cáo như thế nào để mà khóa được Facebook của người ta. Đấy thì có một cái bọn nó gọi là bọn kỹ thuật được Cộng sản nó cài đi, xong rồi nó tìm hiểu những cái hở đấy, xong rồi nó tập hợp lại rồi nó đưa về cho cái bọn ở nhà, rồi bọn ở nhà nó chỉ đạo là hôm nay là báo cáo thế này, mà cái việc báo cáo đấy nó không bao giờ là giống nhau cả. Hôm nay là báo cáo về vi phạm bản quyền, mai là vi phạm nội quy, rồi mai là tài khoản giả mạo, mai kia là tài khoản chết. Chúng nó có một cái sự nghiên cứu đầu tư nó rất là sâu.
Tại vì cái việc mà chúng nó chặn Facebook ở Việt Nam là cái việc mà Cộng sản Việt Nam khó làm được, vì nó còn rất là nhiều các doanh nghiệp Việt Nam nước ngoài người ta đầu tư ở trong Việt Nam, người ta dùng những cái Facebook này, đâm ra là chúng sẽ dùng những cái thủ đoạn là khai thác những cái đấy, lỗ hổng ở bên trong của Facebook để mà báo cáo những người đấu tranh, những người lên tiếng bất lợi cho chế độ. Và cũng nhân đây thông báo với các bạn rằng trong cái cuộc họp báo vừa qua thì tổ chức phóng viên giới cũng như những cái báo chí khác của Đức đã quyết tâm sẽ giúp những cái người Việt Nam và những người viết của chúng ta có thêm được những cái thông tin và đặc biệt là can thiệp vào cái việc mà hệ thống trí tuệ nhân tạo của Facebook tại Việt Nam. Đó là những cái việc báo cáo và lợi dụng cái việc báo cáo đó để khóa tài khoản của những người dùng. Và anh trước đây thì anh có thể cho biết thêm những thông tin là anh cũng đăng rất nhiều bài và trong những cái bài báo đó thì liên quan rất nhiều đến việc tình hình chính trị ở Việt Nam, đặc biệt là cái sự mất tích và của ông Nguyễn Phú Trọng sau ngày 14 tháng 4 năm 2019, được cho rằng là ông bị ta đột quỵ ở Kiên Giang ấy, thì ông ta xuất hiện sau đó rất ngắn và ngay cả cái kỳ quốc hội vừa rồi ông ta cũng lại không thấy xuất hiện. Thì anh có cho biết thêm cái thông tin về việc này? Lúc mà họp ở trong Trung ương Đảng ấy, hội nghị Trung ương 10 ấy, thì là ông Trọng là ông ấy ngồi trên xe lăn, người ta đẩy ông ấy ra trước và ông ngồi ghế chủ tọa. Sau đấy thì tất cả cái bên ngồi xong xuôi rồi thì bắt đầu mới mở cửa phòng ra để cho các ủy viên trung ương vào họp. Khi mà kết thúc cuộc họp thì mọi người về hết rồi, thì ra về hết rồi thì ông Trọng ông mới được các y tá dìu tiếp lên xe lăn và đẩy vào trong. Ở trong Trung ương Đảng thì người ta có thể tổ chức như thế, nhưng mà ở ra quốc hội thì lại có truyền hình trực tiếp, nó không như Trung ương Đảng. Đâm ra là mà trong thành phần quốc hội thì cũng có những có một số người thì gọi là, tất nhiên là có một tỷ lệ rất là nhỏ là có thể họ có thể là họ đưa tin ra ngoài, nó không phải là như khắt khe như ở trong Trung ương Đảng. Chính vì thế mà ông Trọng ông ấy không dám xuất hiện ở chỗ họp quốc hội và cũng không đi tiếp xúc các cử tri như bình thường. Là trước đây là ông ấy cứ đến trước cuộc họp họp quốc hội vài ngày thì có những cái cuộc gặp cử tri, thì ông Trọng là cử tri của Hà Nội thì ông sẽ đi một số quận Hoàn Kiếm, Ba Đình để ông gặp các cử tri để nghe ý kiến của họ, mà thực ra đấy không phải nghe ý kiến của họ mà các cử tri có mồi để mà diễn cái vở kịch là có dân chủ. Nhưng mà lần này thì cái vở kịch đấy thì cũng không hoàn thành được do sức khỏe của ông ấy không được đảm bảo. Ở cái tuổi của ông ấy mà sự đột quỵ như vậy thì nó hồi phục nó không thể nào sớm được, là trong thời gian ngắn 1-2 tháng được, mà nó phải khi đột quỵ rồi thì phải tập luyện, rồi phải là có y tá, có bác sĩ giỏi rồi châm cứu bấm huyệt, rồi là hàng ngày họ hướng dẫn những cái động tác tập luyện, thì ông ấy cũng phải mất thời gian dài thì ông ấy hồi phục được. Mà có thể khả năng là do cùng với cái tuổi tác cao của ông ấy thì cái sự hồi phục nó rất là khó. Chính vì thế mà các cái thành phần khác ở trong đảng thì đánh hơi thấy rằng là cái việc là ông Trọng sức khỏe có thể là không thể đảm bảo được cái chức chủ tịch nước và tổng bí thư, thì nó xảy ra một cái cuộc là bắt đầu là tranh giành ảnh hưởng. Chẳng hạn như là bây giờ là cái chức tổng bí thư ấy thì người ta quy định là, tức là không phải cái quy định về người miền Bắc thì là chỉ quy định ngầm bên trong thôi, nhưng mà quy định chung chung ấy, quy định mà công khai mà nói ra ấy, thì là phải có sự là mối là cái cơ sở đầu mối để mà tập trung được các cái sự hài hòa ở trong đảng, rồi là có lý luận. Thì vừa rồi là chúng ta thấy là Nguyễn Xuân Phúc ông ta thì có một cái bài viết mấy nghìn từ viết trên báo để thể hiện cái sự là ta đây cũng là người là có lý luận rồi, cũng có viết sách vở. Nhưng mà cái bài viết đấy thì đương nhiên là do bồi bút của ông viết cho, chứ còn trình độ của ông ý mà đi ra nói CLML nói phát biểu trực tiếp thì không lần nào câu nào là câu nào đầu đuôi không ra đâu vào đâu cả. Và cũng qua cái thời gian vừa qua thấy ông Phúc có vẻ đi lại và chỉ đạo khá nhiều, thì anh cũng đánh giá thêm về cái vai trò của ông Phúc trong thời gian tới và ông Phúc đang muốn gì ạ? Tôi nghĩ rằng là có một sự là ông Phúc thì ông đang muốn lên làm tổng bí thư. Nếu mà lên làm tổng bí thư thì cái chức chủ tịch nước thì phải nhường cho một phe nào đó nó trung hòa, nó để mà lấy sự thỏa hiệp ấy. Thì chúng ta thấy vừa rồi là
là dạo này gần đây là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thiện Nhân là thường hay xuất đi với nhau. À, lúc trước thì ngay cái ảnh vừa rồi mà anh thấy là khi mà đi thăm cơ sở sản xuất ô tô của VinFast ấy, thì là chúng ta thấy là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Thiện Nhân cũng bay ra và đi cùng trên cái xe mà ông Vượng Vin ông ý chở Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thiện Nhân. Thì cái hình ảnh đấy nó cũng là một cái mang nhiều ý nghĩa, nó gần như là một cái thông điệp là bây giờ là Nguyễn Thiện Nhân là cả Nguyễn Xuân Phúc là có đạt được một cái thỏa hiệp về cái nhân sự đợt tới này. Chúng ta đều hỏi khi mà ông Trần Đại Quang mất ý, thì lúc đấy là ý kiến là rất là nhiều là đưa ông Nguyễn Thiện Nhân ông lên ông làm chủ tịch nước. Thì bây giờ trước cái bối cảnh mà ông Trọng ông bị yếu như thế này thì tôi nghĩ rằng là bên phe của Nguyễn Xuân Phúc thì đã thỏa hiệp được với Nguyễn Thiện Nhân, và tương lai là họ, tức là họ thành công hay không biết, nhưng mà họ đang có ý đồ là họ chia nhau cái chức là một người làm tổng bí thư, một người làm chủ tịch nước, và cái chức mà phó thủ tướng thì đương nhiên là sẽ nhường lại cho cái vây cánh của Nguyễn Xuân Phúc là phó thủ tướng và Trương Hòa Bình. Thì bây giờ là ba cái nhân vật đấy là đang nổi lên rất là mạnh. Còn các cái nhân vật như Trần Quốc Vượng này là Phạm Minh Chính thì vốn là đệ tử thân của ông Trọng ấy, thì họ cũng chưa lớn là cái mức độ là kiểu như là đại ca của mình đang ốm như thế mà bây giờ mình thể hiện thế này thế kia để mình tranh chức, họ vẫn có một cái nó e dè như thế. Thế ngoài ra thì anh đánh giá thế nào về vai trò của Tô Lâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau vụ bắt cóc Trịnh Văn Thanh? Thì hiện nay theo tôi biết thì tòa án Liên bang Đức vẫn chưa có cái phán kết cuối cùng với ông Nguyễn Hải Long là trong cái vụ bắt cóc này, và khi ông Trịnh Văn Thanh nếu thời gian này được thả sang Đức thì có khả năng là ông phải ra trước tòa để tiếp tục khai về cái hành trình bắt cóc đó, bởi vì chỉ khi khai thật thì như vậy phía Đức mới bảo lưu cái quyền tị nạn chính trị của ông Trịnh Văn Thanh được ở lại. Mà nếu mà khai thật ý, thì chẳng qua lại lộ ra là ông Tô Lâm tổ chức, ông Đường Minh Hưng thực hiện và một đám khác nữa, thậm chí là có thể dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng. Thế thì ông Tô Lâm theo anh thì thời gian tới sẽ hoàn cảnh ra sao? Anh nói là phán quyết tòa án Đức là phán quyết Nguyễn Hải Long như nào? Tòa án Liên bang tức là cái phán quyết cuối cùng thì chưa ra, thì có nghĩa là hiện nay vẫn đang xử chưa xong. Đấy, thế thì xử chưa xong thì có nghĩa là trong thời gian tới, nên thời gian này nếu mà Trịnh Thanh được thả sang Đức thì ông ta sẽ phải khai báo trước tòa tiếp tục làm nhân chứng. Đó. Vậy thế thì anh đánh giá thế nào về việc mà cái tình trạng như vậy đối với ông Tô Lâm trong thời gian tới? Tôi nghĩ cái việc mà ông Trịnh Xuân Thanh khó mà có thể trả lại Đức. Như anh đã nói rồi, nếu mà Trịnh Xuân Thanh trả lại Đức ấy, thì nó không phải là như là ở trong Việt Nam rồi tao thả mày ra khỏi nhà tù rồi mày về nhà thì mày im mày không trả lời như một số người bất đồng chính kiến, hoặc là như một số quan chức rồi là được cộng sản nó thả ở trong nước xong rồi là lặng lẽ đi ra nước ngoài im lặng. Thì cái Trịnh Xuân Thanh nó không phải là một cái dạng đấy. Trịnh Xuân Thanh nó là một cái dạng mà Đức đã quan tâm rồi, nó liên quan đến những cái vấn đề an ninh quốc phòng chủ quyền của nước Đức rồi. Khi mà Trịnh Xuân Thanh được thả thì chắc chắn là báo giới hoặc là các dư luận của Đức hoặc là các cái cơ quan của Đức người ta sẽ tiếp xúc với Trịnh Xuân Thanh và người ta sẽ đưa cái sự việc này ra làm sáng tỏ, thì nó rất là bất lợi cho ông Tô Lâm, người chủ mưu đứng cái vụ bắt cóc này. Chính vì thế là bây giờ cái vấn đề mà trả lại Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức ấy, thì nó nằm ở phía Tô Lâm, và Tô Lâm ấy thực sự là những là người người ta muốn ngăn cản cái chuyện đấy nó xảy ra. Ít ra là trong cái nhiệm kỳ này của ông Tô Lâm thì tôi nghĩ rằng là không thể nào mà có chuyện mà Trịnh Xuân Thanh được thả về Đức được. Vâng, nếu mà giả sử Trịnh Xuân Thanh mà vẫn chưa được trả lại Đức theo yêu cầu của phía chính phủ Đức, tức là có 3 điều kiện, một lần nữa tôi nhắc lại, trong cuộc họp báo của chính phủ Đức họ có nói rõ là thứ nhất là trả lại nguyên hiện trạng, có nghĩa là phải yêu cầu chính phủ Việt Nam là trả lại ông Trịnh Xuân Thanh, cái thứ hai là phải xin lỗi nước Đức, và cái thứ ba là phải hứa không tái phạm. Mà cả ba cái điều đó rồi trong thời gian vừa qua tôi cũng gặp rất nhiều những cái chính khách của Đức và tôi hỏi họ thì được họ cho biết rằng cũng chưa thấy cái thông báo như vậy và chưa thấy Việt Nam làm những cái điều đó. Thế thì Việt Nam cứ chây ý như thế thì theo anh tình hình sẽ tới cái chuyện gì? Tôi nghĩ là bây giờ họ cũng chây ý như thế từ khi Đức đòi hỏi đến giờ là được 2 năm rồi. Họ chây ý như thế và cũng không có cái chuyện gì nó đáng nghiêm trọng là nó xảy ra. Phía Đức thì họ cắt quan hệ ngoại giao ở tầng lớp cấp cao, đúng không? Tức là tầng lớp về nguyên thủ, về thủ tướng hay là về chủ tịch nước là không có tiếp xúc, nhưng mà các bộ trưởng thì vẫn có thể đi sang làm việc được. Thì tôi nghĩ Việt Nam nó chấp nhận được cái mức độ như thế và nó để như thế nó kéo dài
là vẫn kéo dài vì nó cũng chưa có gì nó phải thúc ép lắm cả. Thế thì trong cái tình hình mà anh cũng biết là vừa rồi ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đi qua một số nước châu Âu, nhưng mà chỉ đến Séc và một số nước khác thôi, loanh quanh thôi, mà không được vào Đức và Đức cũng không mời. Thế thì anh đánh giá thế nào về cái việc này? Thì tôi nói rồi là bây giờ Đức người ta chỉ hạn chế ở cái mức độ tiếp xúc ở tầm thủ tướng, tức là nguyên thủ quốc gia tứ trụ đấy. Chứ vừa rồi bà Ngân bà cũng đi sang Pháp mà cũng không sang Đức này. Ông Trọng trước đây thì ông đi sang Ý nhưng mà ông cũng không sang đây. Tức là chỉ loanh quanh các cái nước mon men quanh đây thôi chứ không đến nước Đức, là mà nước Đức là mới là nước thực sự là quan trọng và đầu tàu của châu Âu về kinh tế lẫn chính trị. Cái việc mà người Đức họ vì thể diện của họ ấy, cho nên là họ không thể là họ tiếp xúc được với các nguyên thủ quốc gia của Việt Nam. Nhưng mà như tôi nói là về các cái vấn đề về các cái về cấp dưới như các bộ trưởng, các cái thứ trưởng thì họ vẫn Việt Nam vẫn có thể qua lại đây làm việc. Và ở một cái tình thế như thế thì phía Việt Nam thì người ta chấp nhận như thế thì không, tôi nghĩ là chẳng là sẽ kéo dài, chẳng có gì biến đổi cả. Vâng, nhưng mà nếu mà tình trạng cứ kéo dài như vậy thì cái sự thiệt thòi lớn nhất đấy là đối với đất nước Việt Nam, đặc biệt là con người, những công dân của Việt Nam và những doanh nghiệp Việt Nam buôn bán là khó khăn hơn cho cái việc đi lại, giao lưu, kinh tế. Và cái này có lợi cho Trung Quốc, bởi vì là khi Việt Nam đang rất mong muốn tham gia vào cái Hiệp định Thương mại Tự do, đúng không ạ, là EVFTA đối với châu Âu, tức là cái xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu rất lớn và sẽ lớn hơn nữa, tức là mình bán được nhiều hàng hơn sang châu Âu khi mà cái hiệp định này được đưa ra. Thế nhưng mà nếu mà cái việc mà cứ hạn chế như vậy thì cho đến nay cái hiệp định cũng bị cứ chần chừ mãi, chưa được thông qua, chưa được ký kết và chưa được thực hiện, thì anh theo anh những cái điều đó sẽ đem lại cái gì cho cái đất nước Việt Nam? Cái hiệp định thương mại châu Âu này sở dĩ nó chưa được ký kết ý, nó không phải nằm ở cái vấn đề của Trịnh Xuân Thanh. Vụ Trịnh Xuân Thanh nó chỉ là một đột biến thôi, chứ nó không nằm trong cái hệ thống gây đến cái cản trở cái hiệp định này. Đây là những cái vấn đề mà nó về cái tổ chức, về công đoàn, rồi các cái vấn đề về nhân quyền, về các cái quyền lợi của người lao động khác mà Việt Nam nó chưa đáp ứng được, thì là châu Âu người ta đề nghị Việt Nam là phải sửa những cái đấy thì họ để cho Việt Nam gia nhập, chứ nó không phải là vấn đề mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà nước Đức rồi tác động đến châu Âu rồi không cho Việt Nam, không ký kết với Việt Nam. Cái đấy thì nó hoàn toàn, tôi nghĩ nó hoàn toàn nó khác nhau. Nếu mà như Việt Nam mà sửa được về những cái quyền lợi của người lao động, rồi là thành lập những cái công đoàn độc lập, các số thứ về nhân quyền, các thứ như thế, thì tôi nghĩ là châu Âu họ sẽ ký cái hiệp định thương mại đấy với Việt Nam. Vâng, trong cuộc họp quốc hội vừa qua thì anh cũng đã biết là Việt Nam cũng đã đưa những cái bản công ước tức là những cái công đoàn độc lập ra để bàn thảo. Và cái việc đó nếu mà được thực hiện thì sẽ đem đến cho những người dân Việt Nam và những người lao động Việt Nam rất là nhiều những cái điều họ có thể tự nói, tổ chức, có những cái tổ chức để nói lên quyền lợi của họ thay vì cái tổng công đoàn Việt Nam hiện nay. Thì anh đánh giá thế nào về cái việc đó? Mà tôi chỉ nghĩ đấy là anh chỉ nói trên lý thuyết thôi, tức là khi mà có những cái công đoàn độc lập ấy thì sẽ có những cái tiếng nói của người lao động, tôi thành rằng tôi công nhận như thế, nhưng mà đấy là trên lý thuyết thôi. Chứ thực ra là khi mà mở ra được cái công đoàn độc lập rồi ý, thì chắc chắn là trong thời gian đầu, có thể là thời gian đầu kéo đến vài năm, là người của Cộng sản Việt Nam họ sẽ cài vào trong những cái công đoàn độc lập đấy, rồi họ dùng những cái công đoàn độc lập đấy định hướng có lợi cho họ. Họ thiếu gì người, tất cả bây giờ ở đâu, trong kể cả trong các cái hàng ngũ đấu tranh, rồi trong tôi hỏi anh nghe là ngay thậm chí trong những cái tổ chức đấu tranh chống cộng cũng cộng sản họ còn cài mà người vào được, thì huống chi là những cái chuyện mà công đoàn công đức các thứ độc lập lập ra họ sẽ cài được thôi. Nhưng mà dù sao đấy cũng là một cái cơ sở để mà sau này, thời gian sau này thì cái người lao động hay những người dân chân chính họ có được cái tính pháp lý để mà họ nói. Nhưng mà đấy là một thời gian sau này, chứ còn thời gian ban đầu thì tôi nghĩ là cùng với sự thủ đoạn tinh vi đàn áp của chế độ cộng sản, cộng với cái sự sợ hãi rồi e dè của người dân Việt Nam, thì cái công đoàn độc lập nếu như mà có mới mở ra thì trong vòng vài năm đầu họ không có tác dụng gì. Vâng, quả thật là nếu mà có lẽ là Việt Nam cũng sẽ có cái đối sách đối với những cái việc mà thành lập công đoàn độc lập, đúng không ạ? Họ chắc là sẽ gài người. Vâng, chắc chắn họ sẽ có đối sách. Vâng. Và sẽ hạn chế được cái tác dụng của cái độc lập của cái công đoàn, tổ chức công đoàn, đúng không ạ? Vâng. Thế anh có thể cho biết thêm những cái thông tin về tình hình về vừa qua ở Việt Nam qua những cái quan sát của anh ạ? Cái tình hình Việt Nam vừa qua thì tôi tức là một tháng vừa rồi tôi cũng không chú ý lắm đến các vấn đề.
Nhưng mà Việt Nam đang có một cái mà rất là họ phải đối đầu, là bắt đầu từ năm 2019 này đến năm từ năm 2020 trở đi, họ phải trả những cái món nợ gốc mà trước kia họ đã vay. Cái số món nợ đấy thì nó đến hàng trăm tỷ, và họ phải có một cái biện pháp họ trả không thôi thì họ sẽ dẫn đến cái sự mà như ta nói là vỡ nợ. Thì chính vì thế mà họ đang tăng tốc mà thu đủ mọi cái nguồn thu để mà bù đắp vào cái số mà nợ công mà phải trả đấy, cho nước ngoài đấy. Thì những cái việc như là các cái trạm bốt thu tiền dọc đường, nhiều khi những cái trạm bốt nó đã hoàn thành xong lâu rồi, tức là cái thời hạn để mà nó thu tiền hoàn vốn về hoàn lời nó đã xong rồi, nhưng mà nhà cầm quyền họ vẫn cứ để cái trạm đấy nó tồn tại để tiếp tục của thu tiền của dân, để dẫn lên cái sự phản ứng vừa rồi rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đàn áp được, họ cũng đàn áp được cái sự phản ứng đấy. Và vừa rồi là chúng ta tiếp tục và thấy là giá xăng rồi là giá điện là bắt đầu tăng lên rất là nhiều. Thì cái việc giá xăng giá điện này nó tăng lên nó cũng không phải là do cái gì cả, ngoài cái việc là phải lấy cái nguồn thu ra để trả nợ thôi. Đúng là thì cái đời sống người dân Việt Nam thì trước mắt đợt tới thì tôi nghĩ là nó rất là phải đối phó với việc là thuế phí các thứ, mọi thứ đều chi phí đều đắt đỏ cao lên để nhà nước lấy tiền thu trả nợ. Tiếp nữa là nếu như tình trạng mà các cái nguồn thu đấy mà nhà nước tăng lên ý, để mà bù và trả nợ không đủ ý, thì nhà nước sẽ tiếp tục là lập ra những cái dự án, thí dụ như đường cao tốc Bắc Nam rồi các đặc khu. Thì khi cái dự án này thì tiền đổ về thì họ có thể là họ mong là lấy được bớt trong cái số nguồn tiền này ra để tạm thời là trả các cái khoản nợ trước mắt kia. Và cũng có những bạn đọc hỏi là cái anh đánh giá thế nào về cái việc mà VinFast, tức là của ông Phan Nhật Vượng, đầu tư vào sản xuất ô tô tại Việt Nam, và ông Nguyễn Xuân Phúc thì rất là tự hào về điều đó, và đấy là nói là niềm tự hào của Việt Nam nọ kia, thì anh đánh giá có bình luận gì về việc này không? Tôi chỉ đánh giá rằng đấy là cái sự mà quy phục của ông Vượng, tức là Phúc nó thể hiện, ông Xuân Phúc là ông thể hiện rằng là bây giờ là ông đã lắm được đầu của ông Vượng này. Và ông Vượng bây giờ là cái thuộc như là về cái vây cánh về sân, tức là về vây cánh của ông Phúc rồi. Đấy là một cái sự thể hiện là thắng lợi, là đã thâu tóm được cái kiểu như là đã bắt được cái doanh nghiệp Vượng đấy là thành là kiểu như đàn em của mình. Vâng, bởi trước đấy thì tôi có thấy là Nguyễn Phú Trọng cũng xuống cái chỗ đó đúng không? Đúng, ông vẫn đang còn đi lại được, thì bây giờ ông không xuất hiện nữa. Thì tại vì cái Vincom, cái Vin đấy, tập đoàn VinGroup đấy, đó là một cái tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Cái bất động sản của nó trải dài từ Bắc đến Nam và nhiều cái lĩnh vực khác. Gần như nó là một cái tập đoàn lớn nhất, huyết mạch nhất của Việt Nam. Mà chính vì trước khi mà sau khi xảy ra vụ mà bắt em ông Vượng ấy, thì chúng ta thấy là ông Trọng ông có nói cái chuyện là phải để cho doanh nghiệp nó có sống, tức là để phát triển nó kia, tức là có ý bao che bênh. Thì tôi nghĩ là cái chuyện đấy là tức là trước đây thì tôi, ông Vượng thì ông cũng không phải là ông ấy thân gì với ông Phúc lắm, ông chỉ thân với mấy cái ông ngoài miền Bắc thôi. Thì vừa rồi là ông Trọng ông ốm thì ông Phúc thì ông đã vượt được lên và ông ấy kiểm soát được nhiều quyền lực, thì ông đi với ông Vượng như thế và để ông chứng tỏ rằng là cái việc mà ông đã kiểm soát được, khuất phục được và thần phục được VinGroup. Vâng, thế ngoài ra thì anh cũng thấy là vừa rồi ông Phúc có sang Séc, Cộng hòa Séc, và bên đấy cũng tạo ra một cái scandal rất lớn, đó là việc là ông ta chê và ông ta nói rằng là rất nhiều người Việt Nam ở đây, kiều bào ở đây là phản động. Thế thì một cái người nguyên thủ mà lại phát biểu trước rất là nhiều kiều bào ở đây với cái điều đó, thì anh đánh giá thế nào về ông Phúc? Tôi thì không phải là một lần này là ông ấy phát biểu như thế, mà rất nhiều lần rồi, hầu như để cho ông phát biểu thì lần nào ông cũng phát biểu những cái mà nó rất là ngớ ngẩn. Thực ra nếu mà tổng hợp lại thì ông Phúc mới là cái người có phát biểu là nguyên thủ Việt Nam mà có những cái phát biểu mà nó ngớ ngẩn, rồi nó cách cớm nó rất là buồn cười, mà nó rất là ngu ngơ nhất, nhiều nhất từ trước đến nay. Cả cuộc đời của các ông, các nguyên thủ trước thì nhiều khi là người ta chỉ lỡ lời người ta nói vài câu thôi, nhưng mà ông Phúc thì hầu như là lần nào mà ông cứ đi đâu rồi ông gặp ai là ông nói, là bắt đầu là ông loài lanh quanh rồi gì cũng ra cái câu nói rất là ngu.
Thì cái chuyện mà ở Việt Kiều ở bên Séc ông nói câu đấy thì đó là cái bản chất của con người của ông như thế. Mà ông ấy ra có vẻ cũng thích vận thơ với đọc thơ đúng không? Mỗi lần gặp Việt Kiều đều đọc thơ nào đó. Và có khi còn đọc thơ sai đúng không? Không, tức là ông ấy thể hiện, ông đang muốn là ông thể hiện. Thực ra là Nguyễn Xuân Phúc chỉ là một người mà lịnh bợ, rồi luồn cúi, rồi nhờ phe phái đánh nhau, rồi luồn cúi, rồi nhờ lật lọng phản bội mà cũng được lên cái chức đấy. Chứ còn về tôi nghĩ về cái tài năng của ông ta, về cái khả năng của ông ta thì ông hoàn toàn ông ta không có một cái tài năng gì. Mà bây giờ khi mà ông ta được ngồi ở cái chức đấy rồi, rồi thời thế lại khiến cho ông ta là những cái đối thủ của ông ta như Trần Đại Quang rồi mất rồi, rồi ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ là yếu rồi, thì ông ta lại muốn thể hiện rằng là mình là con người là có kiến thức rồi, có hiểu biết rồi, có tài lọ tài kia, thì ông ta cố thể hiện, mà ông ta cố nói những cái điều cố thể hiện như thế, và cái sự thể hiện đấy mà mình không có, mà mình thể hiện nó thành lố bịch, là trò cười thiên hạ. Vâng, cũng ta qua đây cũng thông báo với các bạn là trong tháng 11 tới thì tôi được mời dự và phát biểu tại một cái hội thảo rất lớn tại ba trường đại học của Leipzig, Nuremberg và một trường đại học báo chí Đức. Thì tại đó thì sẽ có cái đề tài về Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề phố cổ Hội An. Và họ cũng rất ngạc nhiên khi được biết thông tin là ông Phúc ông cũng đi cả xe vào cái khu vực mà phố cổ đúng không, cái chỗ mà cấm xe, ông cứ leo ông đi rất vô tư. Thế thì anh đánh giá nào về cái việc đó? Tôi đánh giá thì tôi hỏi anh là một cái người mà người ta đó tổng kết rồi là một con người mà kiến thức thì không có lắm, mà người ta có kiến thức thì người ta sẽ không làm những cái điều đấy, nhưng mà lại muốn thể hiện mình là vừa tài năng rồi vừa có quyền lực rồi vừa thế loại kia, thì ông ta làm những cái điều nó ngớ ngẩn hay cái điều nó lố bịch như thế là cái chuyện nó đương nhiên thôi. Mà không những là bây giờ mà sẽ trong tương lai thì sẽ có nhiều lần ông ta sẽ làm những cái việc nó như thế. Vâng, quả thật là nếu với cả một cái vị lãnh đạo mà nguyên thủ quốc gia mà phát ngôn thì rất là bị cộng đồng mạng và xã hội lên án rất nhiều, thì có lẽ cũng chắc còn được chứng kiến nhiều cái pha. Nhưng mà được cái thì bù lại thì ông ta lại có được cái đội quân mà gọi là báo chí để làm truyền thông cho ông ta. Tức là bồi bút của ông ta nó rất là đông và nó rất là lớn. Chứ bình thường nếu như mà những cái chuyện ngớ ngẩn như thế là vào những người khác, là các cái cây bút khác như Huy San hay là Nguyễn Quang Lập hay là các cái cây bút ở trong nước, là nếu mà một ông nguyên thủ làm phát biểu ngớ ngẩn như thế là họ sẽ mổ xẻ ra rồi họ thế này thế kia chết với họ. Nhưng mà trái lại là Nguyễn Xuân Phúc mà nói toàn cái chuyện ngớ ngẩn đi ra, mà chúng ta thấy là những cái gọi là trí thức cấp tiến thì trí thức lầy lọ ở Việt Nam họ hoàn toàn họ không bao giờ họ đả phá đánh phá Nguyễn Xuân Phúc cả. Cho nên là ông ta trong khi đấy thì tầng lớp dân chúng bình thường thì họ chỉ đọc thoáng qua cái là thôi, không có những cái phân tích sâu thì họ cũng không để ý cả, rồi sự kiện khác là cuốn treo theo luôn. Nói về những cái vấn đề mà đánh giá của những người và trong nước, vẫn nhất là những cây viết, ví dụ như Trương Huy Sang, tức là Huy Đức ấy, anh có viết về cái status, anh có nhớ là khi chủ tịch nước Trần Đại Quang thì ốm đúng không? Thì ông ấy nói là phải cái gì trao lại quyền lợi, quyền lực gì đó. Thế bây giờ ông Trọng ông mất tích đến gần 2 tháng rồi, thì bây giờ anh đánh giá sao nếu anh Huy Đức cũng không nói gì chuyện đó? Thì tôi nói rồi là thì anh ta chính chỉ là người của phe phái của mình, thì nếu mà người của phe kia mà làm cái điều đấy thì anh ta nói, còn người của phe của mình mà là cũng làm cái điều như thế thì anh ta lờ đi, anh ta không nói thôi. Mà anh ta là một trường hợp khá đặc biệt là anh ta vẫn có thể là đi sang các nước khác, sang châu Âu rồi sang Mỹ một cách nó rất là bình thường, thích đi lúc nào thì đi. Nghe nói là trong đợt tháng tới này là anh ta cũng đi sang châu Âu này. Vâng, cái đoàn doanh nghiệp mà hình như là có người ở trong hội doanh nghiệp Đức này. Mời anh ta đi sang đây. Thế có một cái thông tin một bạn đọc đang hỏi, tức là về vấn đề ông Trương Duy Nhất, mà anh là cái người đầu tiên đưa ra cái thông tin mà anh Trương Duy Nhất, tức là nhà báo Trương Duy Nhất đã sang Thái Lan, và tại đó ông đã bị định cho rằng là mật vụ tổng cục 2, tức là tổng cục tình báo quân đội, bắt cóc tại Thái Lan và đưa về Việt Nam. Thì anh có thể tường thuật thêm cái thông tin này, và anh có thể cho bà con biết thêm thông tin về cái việc này. Tôi nói là đến bây giờ mà anh còn nói tôi nói là tôi cho rằng thì tôi thấy hơi thất vọng với anh. Thực sự là những cái hình ảnh và những cái clip ví dụ về tôi được cung cấp thì tôi có thể là tôi không đưa được lên trên Facebook, vì là tôi bảo đảm nguồn tin cho cái người cung cấp. Nhưng mà tôi đã cho anh xem, đúng không? Về cái việc Trương Duy Nhất bị bắt như thế nào, công an Thái người ta ghi lại như thế nào, rồi người ta chứng kiến người ta ghi lén lại như thế nào, thì đều có tất cả là chuyện bắt cóc. Và đương nhiên khi tôi khẳng định bắt cóc thì tôi đương nhiên là tôi có những cái bằng chứng nó chắc chắn thì tôi mới nói lên điều đấy. Cái việc bắt cóc này thì nó lại rất là được một cách để nó rút kinh nghiệm hơn so với cái vụ Trịnh Xuân Thanh.
tức là có cái sự mà mặc cả trước rồi là dàn xếp trước với cảnh sát Thái Lan, hối lộ cho cảnh sát Thái Lan, và cảnh sát Thái Lan bắt Trương Duy Nhất đưa ra vào vòng ngoại ô rồi bàn giao lại cho bên tổng cục 2 tình báo quân đội Việt Nam để đưa Trương Duy Nhất về. Thế nên là Việt Nam nó có một cái may ở trong này là nó không bị cái nước sở tại người ta lên án cái việc đấy, hoặc là không có ai bới móc ra cái chuyện đấy, thì là nó có thể là nó im lặng đi và nó không cần thiết là nó phải nhắc đến là bắt ở đâu rồi bắt như thế nào. Đồng thời là chúng ta thấy là khi mà vụ bắt cóc này thì hầu như là khi vụ bắt cóc đấy xảy ra thì tôi tuyên bố rằng đây là một cái vụ bắt cóc ấy, thì rất là nhiều người đấu tranh họ lên tiếng rằng là đấy là chuyện này tôi là nó không có cơ sở, rồi là tôi là tạo dựng lên, rồi là tôi bịa đặt lên các thứ, rồi đến thậm chí là ông Nguyễn Quang Lộc thì ông cũng bảo là không thể có chuyện nhà nước Việt Nam bắt cóc Trương Duy Nhất, mà có thể là do một thế lực nào đấy bắt cóc Trương Duy Nhất đấy, tức là ông còn khẳng định như thế, ông còn khẳng định là thế lực nào đấy bắt Trương Duy Nhất chứ không phải là nhà nước Việt Nam, tức là thế lực. Tôi thử hỏi anh là ngoài nhà nước Việt Nam bắt cóc Trương Duy Nhất ra thì còn thế lực nào? Nhưng mà ông ta nói thế và rất là nhiều người người ta cũng nghe, người ta cũng tin theo ông ta, đúng không? Ông trước đấy thì ông Huy San thì ông bảo là không có cái nguồn tin gì về cái việc bắt cóc này cả, không có cơ sở. Rồi ông Lập ông bồi thêm câu là chắc là bọn Lào đấy nó bắt cóc. Rồi ông Đỗ Trung Quân, bộ ba của các người với nhau, ông Trung Quân ông lại thêm một câu vào là tôi tin anh Lập, anh ấy là người luôn luôn anh ấy lo cho anh Nhất. Mẹ kiếp, bây giờ anh Nhất anh mẹ mình bắt trắng trợn như thế, rồi tù như thế, rồi con cái thì vợ con không được thăm, 3 năm đó 10 xanh chánh thế rồi đấy, thì bây giờ ông nào đi ra mà lo lắng mà quan tâm đi. Nhưng mà lúc đấy thì người ta nói thế để người ta giải quyết được cái dư luận là nó đỡ lộ lên cái việc bắt cóc nó ầm lên. Còn bây giờ cái thời gian sau bắt cóc im rồi, Thái Lan nó dàn xếp được không cho ở ầm ĩ quốc tế thôi, thì nó đưa ra cái chuyện là công nhận là bắt cóc Trương Duy Nhất, Trương Duy Nhất là ánh sáng là đã bắt và đã khám nhà. Và thế thì nếu mà như vậy thì Việt Nam liên tục vi phạm những cái công ước quốc tế, và đặc biệt là sau khi vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh tại Đức chưa xong và tòa án vẫn xét xử chưa xong, cũng như là bên điều tra Đức họ vẫn sang tận Slovakia, hiện nay vẫn đang điều tra về vụ ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở Trịnh Nhân Thanh về Việt Nam qua ngã Moscow, thì vẫn chưa được giải quyết xong, thì lại xảy ra tiếp vụ bắt cóc đối với ông Trương Duy Nhất. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn là còn nhiều những vụ khác ở Thái Lan, ở Campuchia, ở những nước xung quanh, đúng không? Nhiều vụ khác. Và có thể là tới đây họ còn làm tiếp những cái vụ khác nữa. Mà chính vì vậy mà cảnh sát Đức có vẻ cũng khá đề phòng, không? Cho nên anh thấy là gần đây là, và thời gian vừa qua là cảnh sát liên tục cũng phải bảo vệ tòa báo, thời báo JD chúng tôi, hoặc là ngay cả anh cũng là được cảnh sát bảo vệ. Hôm đầu tháng 6 này thì họ cũng gọi tôi lên. Họ cũng hỏi tôi là về tình hình về an ninh thì như thế nào, thì tôi bảo tôi thấy là Facebook của tôi bị khóa rồi. Mà từ hồi khóa Facebook đến giờ thì nếu mà tôi mà không biết gì thì cũng chẳng ai người ta đe dọa tôi cái gì cả. Thì tôi không trả lời. Hôm trước thì tôi ngồi ở dưới trước cửa nhà tôi ngồi trong xe ấy, thì tôi thấy xe cảnh sát lượn qua, mà tôi nói với cái thằng bạn bên cạnh là thể lao cái xe cảnh sát để nó quay lại đây nó hỏi giấy tờ mình, thì y rằng lúc sau là quay lại nó hỏi giấy tờ. Nhưng mà khi tôi đưa giấy tờ ra họ biết là tôi thì họ cười, bảo họ tôi là người họ bảo vệ. Thì tôi cũng thêm thông tin với các bạn là tôi cũng đã hỏi bên sở cảnh sát Đức, thì cũng được biết rằng là họ cũng có những cái biện pháp bảo vệ kỹ hơn với cả những cái hoạt động với những cái người ở đây, và có cái sự theo dõi với những cái hội đoàn, với cả những cái người mà có thể là có cái liên hệ với Sứ quán Việt Nam ở đây để cung cấp thông tin cho họ, để có thể làm hại những cái người Việt Nam đang sống và định cư tại Đức và châu Âu. Thế thì anh có thể cho biết thêm cái thông tin về cái việc mà cái vấn đề an ninh, vấn đề cộng đồng của người Việt Nam ở Đức này nó đang như thế nào? Ở Đức này thì, ở Berlin này thì người như tôi và anh ấy thì thực sự là một số thành phần mà nó thân với Sứ quán thì nó rất ghét tôi và anh. Thậm chí là nếu mà nó làm được gì mà nó hại được tôi và anh thì tôi cũng sẵn sàng là họ thì họ sẽ làm ngay lập tức. Thì cái chuyện đấy thì chúng ta phải đương nhiên thôi. Bây giờ chúng ta nói xấu cả một cái chế độ mà bây giờ những cái thành phần mà nó được hưởng lộc của cái chế độ đấy thì đương nhiên là nó thù ghét chúng ta, là cái chuyện đương nhiên, chúng ta phải chấp nhận thôi. Và cái cuộc nguy hiểm nào thì nó cũng, cuộc chơi nào nó cũng có những cái giá nó phải trả. Anh em người ta ở trong nước, người ta đối mặt trong vòng tay của cộng sản thì họ còn nói
họ còn dám cất lên tiếng nói, rồi họ bị đánh đập, rồi họ bị bắt bớ tù đầy, không ai bênh được họ mà họ còn dám làm. Thì bây giờ chúng ta ngồi ở đây thì ba cái thằng mẹ, tôi nói thật anh, tôi nói cho chửi bậy, thứ ba cái thằng bịt mẹ tẹp nem đấy không đáng phải để tâm, không đáng phải để vào đầu là chúng nó là mối lo cho mình. Vâng, cũng qua đây tôi cũng xin thông báo với các bạn rằng là tổ chức Greenpeace, tức là tổ chức về bảo vệ môi trường rất lớn của thế giới, họ cũng đã có để ý và được tôi thông báo về những cái vụ ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là về cái vụ ở Hà Tĩnh, Kosuma ở Hà Tĩnh, thì có lẽ họ sẽ có những cái action, tức là có những cái chương trình hành động để phản đối về cái việc mà làm gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, và sẽ đưa những cái vấn đề đó ra quốc tế để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết đối với cái môi trường cho người Việt Nam. Có một điều thú vị là tôi vừa nhận được là bây giờ là tình hình ở Đà Nẵng lại xảy ra những cái diễn biến nó phức tạp. Bây giờ là bên cái phía của Huỳnh Đức Thơ ấy, thì sau khi nghĩ là hạ được Xuân Anh rồi ấy, thì có đưa được ai về đấy, thì Huỳnh Đức Thơ nó vẫn là kiểu như ông trùm của cái đất Đà Nẵng đấy. Thì bây giờ là có những cái mà có cái quân cả cái có ở Đà Nẵng, nó có một cái gọi là cái hải cảng, hoặc là một cái cơ sở gì đấy để mà quân đội Mỹ họ muốn thuê. Và Huỳnh Đức Thơ thì đang là ngăn cản cái việc đấy. Nếu mà như ta biết là nếu như mà tức là quân sự Mỹ, quân đội Mỹ hoặc là một cái đơn vị kinh doanh nào của Mỹ đi, họ mà thuê được cái số đất đấy ấy, thì nó là một cái dấu hiệu tích cực để cho nhiều các cái doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ người ta tiếp tục người ta đổ vào, đúng không? Nó gần như là một cái phép thử. Nhưng mà ngay từ lúc đầu tiên như thế này thì Huỳnh Đức Thơ là đã ngăn cản cái ý định mà cho Hoa Kỳ, cho cái đơn vị doanh nghiệp của Hoa Kỳ hoặc đơn vị quân đội của Hoa Kỳ thuê cái cơ sở đấy. Và tiếp đến là vì cái sự mâu thuẫn đấy mà Huỳnh Đức Thơ bắt đầu là có những cái sử dụng những cái truyền thông để mà tấn công vào ông bí thư Trương Quang Nghĩa. Ví dụ như dùng đài VOV của Nguyễn Thế Kỷ, mà Nguyễn Thế Kỷ thì là thân với Huỳnh Đức Thơ, tại vì Huỳnh Đức Thơ đã từng năm 2017 là Huỳnh Đức Thơ là đi ký một cái hợp đồng làm truyền thông với đài VOV của Nguyễn Thế Kỷ, nhưng mà thực chất đấy là một cái dạng mà kiểu như là bảo kê nhau, hối lộ cho nhau đấy. Thì tôi đang theo dõi cái diễn biến này, của cái diễn biến về cái sự mà đấu đá nhau bắt đầu chấm thấy ở giữa bí thư Trương Quang Nghĩa và chủ tịch Huỳnh Đức Thơ này. Vâng. Thế thì chắc chắn là câu chuyện của chúng ta, và để phục vụ các bạn cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục đưa ra trong thời gian tới, sẽ còn nhiều cái việc vụ việc nóng bỏng và hồi hộp, cũng như là những cái diễn biến tình hình chính trị trong nước đang rất phức tạp, khi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể xuất hiện được để làm việc trong thời gian vừa qua, và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như ông Tô Lâm và Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, là những người hiện nay đang đứng ra để điều hành đất nước, nhưng mà khi mà chưa có cái người cầm đầu một cái có uy tín đầy đủ thì chắc chắn là sẽ còn xảy ra nhiều chuyện, đúng không ạ? Vâng, thế cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái buổi nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng xin nói với các bạn rằng chúng tôi đang ngồi ở giữa Berlin, và cái việc nói chuyện này chúng tôi thường xuyên thực hiện, và ở hình thức rất là gần gũi và đơn giản, cũng như không có sự sắp xếp gì trước, cho nên các bạn cũng khi tham gia cũng cứ tự do và biểu đạt cái ý kiến của mình, cũng như là đặt những câu hỏi. Nếu mà lần này chúng tôi chưa trả lời được thì chúng tôi sẽ tìm hiểu thông tin và chúng tôi sẽ cập nhật để hồi đáp lại các bạn vào cái chương trình gặp gỡ lần tới. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn. Chào các bạn. Ở đây mình nói lại to ồn xung quanh.